Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đang Cân nhìn thẳng vào sự thật, không thể đi theo con đường cũ. Nhân sự kiện trong khi Trung Quốc ngày càng lấn lướt Việt Nam, điều máy bay vận tải Y-20 với các đá vành khăn, Subi và chữ thập xâm phạm quần đảo Trường Sa của Việt Nam và quân sự hóa toàn bộ các cứ điểm quan trọng trên Biển Đông, uy hiếp các quần đảo còn lại mà Việt Nam đang đóng quân, thì hàng loạt cán bộ cấp cao và tướng lĩnh của Việt Nam đã bị kỷ luật. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã đăng tải bài viết góp ý cho Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng nếu tuyển chọn nhân sự tiếp tục đi theo con đường cũ thì số lượng cán bộ bị tha hóa sẽ không thuyên giảm, rất khó bảo vệ uy tín của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đây là hình ảnh ông Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển cùng hàng chục tướng lĩnh khác đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu. Bài viết với mang tựa đề Nhìn thẳng vào sự thật, không thể đi theo đường cũ được chia sẻ với nội dung như sau. Phép toán xác suất của người nông dân và cách xác định chất lượng cán bộ. Các mô hình tường minh của toán xác suất có từ khoảng thế kỷ thứ 8 và được phát triển như một chuyên ngành toán học ở thế kỷ thứ 20. Nhưng ứng dụng của toán xác suất thì từ nhiều ngàn năm trước hầu như đồng thời gắn liền với sự mưu sinh của con người. Còn xa hơn cả tử vi là cách người nông dân Việt Nam xác định hạt lúa khô để cất giữ. Từ khi bắt trồng lúa, sau khi gặt lúa thì trục lúa, tức là đập lúa, để lấy hạt rồi đem phơi hạt lúa dưới nắng, sau đó là xay giã thành gạo và nấu cơm. Để xác định hạt lúa đã đủ độ khô hay chưa, người nông dân bốc một nắm nhỏ hạt lúa giữa mẻ lúa đang phơi dưới nắng cắn vào hạt. Nếu vỏ hạt lúa bóc nhanh ra khỏi hạt, hạt gạo khô rang là lúc lúa khén, có thể đem lúa đổ vào bồ và chum để cất giữ. Lúa đã phơi khén có thể đem xay giã gạo hay cất giữ dưới nhiều tháng liền. Người nông dân không biết chữ, không biết toán xác suất, nhưng họ biết sử dụng toán xác suất. Chỉ cần bốc một nắm nhỏ giữa cả mẻ thóc lớn đang phơi trên sân là biết toàn bộ thóc đã khô, khén hay chưa. Này không phải một tướng mà những 11 tướng cảnh sát biển của Bộ Quốc phòng tham nhũng phải kỷ luật thì theo cách sử dụng phép toán xác suất của người nông dân có thể đánh giá được tình trạng toàn bộ cán bộ của Bộ Quốc phòng hiện nay tệ hại đến như thế nào. Và bây giờ bắt đầu xuất hiện những nỗi lo rất lớn. Tổng thể hơn cũng theo cách sử dụng phép toán xác suất của người nông dân, nhìn vào hàng ngũ cán bộ bị kỷ luật như sau. Có 5 ủy viên Bộ Chính trị, hơn chục ủy viên Trung ương Đảng, hơn chục tướng lĩnh quân đội, hơn chục tướng lĩnh công an, hơn một chục bí thư và phó bí thư các tỉnh thành, hơn một chục thứ trưởng, nhiều ngành, lãnh đạo cao cấp và các cán bộ của huyện, xã. Như vậy thì có thể đánh giá được toàn bộ hệ thống cán bộ của bộ máy quản trị quốc gia có chất lượng ra sao rồi. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Giáo dục Lê Hải An và Tiến sĩ Bùi Quang Tín đều tự nhiên bị rơi từ tầng cao xuống chết một cách bí ẩn. Nhưng Bộ Công an đều kết luận rằng tai nạn do sơ ý, như kiểu muốn giễu cợt nhân dân và gia đình của người tử nạn. Trong khi đó, ai cũng hiểu rằng đó là âm mưu thanh trừng nội bộ của các lãnh đạo cấp cao trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật mà các đại hội đảng không ngừng kêu gọi, thì phải thừa nhận rằng toàn bộ bộ khung của ngôi nhà quản trị quốc gia đâu đâu cũng bị mối mọt. Tai hại hơn là mối nguy ngày càng nhiều, mối mọt không thể chống đỡ ngoài cách xây mới. Trong chương trình thời sự VTV 19 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2021 đã có một bình luận khá dài về sự thoái hóa của hàng ngũ cán bộ cấp cao với nỗi lo về đảng và nỗi lo về sự tồn vong của chế độ này. Nhưng còn một nỗi lo khác, đó là nỗi lo về sự an nguy của đất nước trước một kẻ thù mạnh đang ngày đêm không ngừng lấn lướt trên biển đảo của Việt Nam. Ngay trong ngày 24 tháng 9 năm 2021, vào lúc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình đang điện đàm với những lời chúc mừng, hứa hẹn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, thì ở Trường Sa, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã làm ngược lại với những điều cam kết trong điện đàm với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể, đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định với Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, mong muốn và sẵn sàng cùng với Đảng và Chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội,
nhất trí về việc tăng cường trao đổi cấp cao, đi sâu hợp tác thực chất trong các lĩnh vực phối hợp tại các diễn đàn đa phương, xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển. Còn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ về quản lý, bảo vệ biên giới, thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa hai nước, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Đây là hình ảnh lính Trung Quốc lên máy bay vận tải hạng nặng Y-20 ở Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhưng trên thực tế thì Trung Quốc đã điều máy bay vận tải hạng nặng Y-20 tới các đảo đá Vành Khăn, Subi và Chữ Thập, xâm phạm quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Vẫn biết phải cắn răng làm lành với Trung Quốc, nhưng không thể dùng quan hệ hai đảng làm vũ khí để chống lại sự xâm lược biển đảo từ phía Trung Quốc. Việt Nam đã kiên trì chiến lược này nhiều năm mà không thể ngăn được Trung Quốc từng bước xâm chiếm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Phải quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, nhưng phải bằng một chiến lược khác. Nói đến nỗi lo lắng lớn là vì trước một Trung Quốc lấy sức mạnh quyết định biên giới trên biển, thì 11 tướng lĩnh tối cao của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tham nhũng, nhận hối lộ, bị kỷ luật nặng nề, chỉ huy mà mục nát thì quân lính làm sao có thể tinh nhuệ cho được. Tin cậy vào ai để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đó là những nỗi lo khác nhau. Và giờ đây thì cần phải nhìn thẳng vào sự thật, không thể đi theo con đường cũ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi đương chức thủ tướng nhiệm kỳ trước đã từng nói, đi mãi đường cũ thì không thể phát triển. Hôm nay, mùng 4 tháng 10 năm 2021, tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 73, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng, nhìn thẳng vào sự thật, không bi quan, không tô hồng. Đây là hình ảnh vài chục tướng tá quân đội, công an, tham nhũng trong những năm gần đây đã được báo chí công khai thông tin. Nhìn thẳng vào sự thật thì tuyển chọn nhân sự không thể đi theo đường cũ được. Nhân sự đại hội lần thứ 13 làm kỹ mà có tới 2 ủy viên Bộ Chính trị mới phải kiểm điểm. Một ủy viên Trung ương bị khai trừ, hàng loạt tướng lĩnh bị kỷ luật. Đừng biện hộ cho bằng rằng chính trị là phải thế. Nhìn thẳng vào sự thật của hàng loạt cán bộ cấp cao và tướng lĩnh bị kỷ luật, nếu tuyển chọn nhân sự tiếp tục đi theo con đường cũ, thì số lượng cán bộ bị tha hóa sẽ không thuyên giảm, rất khó bảo vệ uy tín của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nhưng trên tất cả là an ninh quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã đưa ra kết luận như vậy. Và từ khi nhận chức Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã có 3 chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 10 năm 2011, tháng 4 năm 2015 và tháng 1 năm 2017. Riêng chuyến đi vào năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có các thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa hai đảng, hợp tác kinh tế, quốc phòng. Riêng ý đồ cử cán bộ sang Trung Quốc học dưới danh nghĩa là hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao được nhà báo Lê Anh Hùng gọi là quyết tâm hán hóa đội ngũ lãnh đạo Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng. Và dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc hợp tác đào tạo cán bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đi từ kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ ký kết vào tháng 11 năm 2015 và sau đó là thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao được ông Trọng ký vào tháng 1 năm 2017. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cảnh Bình của Trung Quốc dự tiệc trà tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 11 năm 2017. Tức là những cán bộ của Việt Nam được đưa sang Trung Quốc đào tạo theo thỏa thuận hợp tác mới nhất này thuộc diện cán bộ cấp cao hoặc là cán bộ nguồn cho những vị trí chủ chốt trong bộ máy của nhà nước Việt Nam trong thời gian này và thời gian tới. Từ năm 1993 cho đến năm 2008, đã có 632 đoàn cán bộ Việt Nam sang Trung Quốc học tập mô hình chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Mỗi đoàn có khoảng 20-30 người từ các ngành như quân đội, công an, hành chính, y tế, giáo dục, đặc biệt là hải quan. Tuần đầu sang Trung Quốc, họ sẽ được đưa đi thăm thú các danh lam thắng cảnh trên đất nước Trung Quốc. Sau đó, người của Cục Tình báo Hoa Nam dưới những vỏ bọc khác nhau sẽ tham gia đào tạo họ. Ngày thì học tập, tối thì mỗi cán bộ Việt Nam ở một phòng VIP và có mỹ nữ phục vụ. Họ sẽ bị ghi hình lén, để rồi rơi vào vòng khống chế của Trung Quốc lúc nào không hay. Chương trình đi học tập này do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Khi về nước, thông qua bàn tay chỉ đạo của Bắc Kinh, họ sẽ được đề bạt vào các chức vụ rồi dần dần chiếm các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Đây là một hình thức cài cắm người của tình báo Hoa Nam vào nội bộ của Việt Nam. Việt Nam thì không thể đào tạo cán bộ cấp cao cho Trung Quốc được.
Đó là điều không cần phải bàn cãi. Vì vậy, thông qua văn kiện hợp tác đào tạo được ông Nguyễn Phú Trọng ký vào ngày 12 tháng 1 năm 2017, đội ngũ cán bộ cao cấp của Việt Nam sẽ dần dần bị Trung Quốc kiểm soát, khống chế và thao túng để trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho mưu đồ thôn tính Việt Nam của Bắc Kinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 10 năm 2021 với bản tin Đảng cần nhìn vào sự thật, không thể đi theo đường cũ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.